Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Các tổ chức phi chính phủ của người Việt lên án vi phạm nhân quyền của Tô Lâm. Ngày 23 tháng 9, AFA tiếng Việt cho hay, tổ chức phi chính phủ gửi thư ngõ đề nghị Mỹ và các nước phương Tây cấm vận tổng bí thư Tô Lâm. AFA cho biết, một nhóm gồm 6 tổ chức phi chính phủ vào ngày 23 tháng 9 đã công bố một bức thư ngõ gửi tổng thống Mỹ Joe Biden cùng lãnh đạo các nước phương Tây khác đề nghị điều tra và có biện pháp cấm vận đối với tướng công an Tô Lâm, người vừa trở thành tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3 tháng 8 vừa qua. Và đây là hình bài trên AFA. Tổng bí thư chủ tịch nước Tô Lâm đang có chuyến thăm New York tại Mỹ để giữ hội nghị tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, nơi ông có bài phát biểu đầu tiên trên cương vị mới vào ngày 22 tháng 9. Theo AFA, bức thư ngõ được gửi tới Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Canada Trudeau, Thủ tướng Anh Anthony Thủ tướng Na Uy Jonas và chủ tịch Ủy ban châu Âu Charles. AFA cũng cho biết các nhóm tham gia bức thư gồm Việt Tân, Hội anh em dân chủ AK tại Bỉ, Pháp và Đức. Bức thư đã liệt kê 5 điểm đáng chú ý về vấn đề vi phạm nhân quyền mà ông cựu Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã thực hiện. Theo đó, ông Tô Lâm đã chỉ đạo thực hiện những vụ bắt cóc quốc tế, sử dụng bạo lực với dân, đàn áp những người bảo vệ dân quyền và các nhà hoạt động xã hội bắt các nhà hoạt động phải sống lưu vong, đàn áp trên không gian mạng. Vẫn theo AFA, những vụ bắt cóc quốc tế có sự tham gia của ông Tô Lâm, được nêu trong thư gồm có vụ bắt cóc của quan chức chính phủ Việt Nam Trịnh Xuân Thanh tại Đức hồi năm 2017, bắt cóc blogger của AFA trường duy nhất ở Thái Lan vào năm 2019 và bắt cóc nhà báo tự do Đường Văn Thái cũng ở Thái Lan vào năm 2023. AFA trích dẫn một đoạn viết trong bức thư viết rằng những hành động này là những vi phạm trắng trợn luật quốc tế, xâm phạm chủ quyền của nước khác và bất chấp các quyền con người cơ bản. Và đây là hình tổng bí thư, chủ tịch nước Tô Lâm. Trong phần tố cáo ông Tô Lâm sử dụng bạo lực với người dân, các tổ chức phi chính phủ đề cập đến vụ cưỡng chế đất gây chết người ở ngoại thành Hà Nội vào tháng 1 năm 2020. Công an đã huy động lực lượng hàng ngàn người đến cưỡng chế đất đang tranh chấp, dẫn đến cái chết của cụ Lê Đình Kịnh, Bên cạnh đó là những đàn áp đối với người dân tộc thiểu số, đặc biệt là người thượng ở Tây Nguyên, bắt họ bỏ đạo cũng được đề cập. Theo bức thư, dưới thời ông Tô Lâm làm Bộ trưởng Bộ Công an, hàng trăm nhà hoạt động nhân quyền, nhà hoạt động xã hội và các blogger đã bị bắt giữ tùy tiện và kết án tù. AFA dẫn tiếp nội dung thư ngõ. Kể từ năm 2016, các nhà hoạt động Việt Nam phải chịu các án tù dài chỉ đơn giản bởi vì họ thực hiện các quyền tự do phát biểu và tự do hội họp như đã ghi nhận trong văn thư của nhóm làm việc của Liên Hiệp Quốc về bắt giữ tùy tiện. AFA nhấn mạnh, ông Tô Lâm cũng bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm về việc bắt buộc hàng chục nhà hoạt động phải sống lưu vong. Bức thư tiếp tục tố cáo đội ngũ an ninh của ông Tô Lâm đã gây sức ép bắt các công ty nước ngoài phải kiểm duyệt các nội dung được đăng tải trên mạng xã hội và nhắm mục tiêu vào những người bất đồng chính kiến trên mạng. AFA cho biết thêm, các tổ chức tham gia ký thư ngõ xúc dục chính phủ Mỹ và các nước phương Tây có hành động kiên quyết đối với các hành vi phạm tội của ông Tô Lâm với các biện pháp bao gồm sử dụng luật nhân quyền Manisky và các điều luật tương tự để đóng băng tài sản của ông Tô Lâm và cấm ông vào nước khác, lên án công khai các hành vi vi phạm của ông và ủng hộ cho những người Việt Nam đang là nạn nhân của các hành vi này. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Các tổ chức phi chính phủ của người Việt lên án vi phạm nhân quyền của Tô Lâm. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đây để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Nhiều người biểu tình phản đối ông Tô Lâm tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc. Ngày 23 tháng 9, VOA Tiếng Việt cho hay, ông Tô Lâm đề cao tiến bộ xã hội, giải phóng con người tại Liên Hiệp Quốc, nhiều người Việt biểu tình. VOA dẫn phát biểu của ông Tô Lâm trên cương vị Chủ tịch nước Việt Nam tại Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai của Liên Hiệp Quốc vào trưa ngày 22 tháng 9, nhấn mạnh rằng mục tiêu phát triển bền vững của thế giới và lợi ích của con người phải được đặt ở vị trí trung tâm là mục tiêu cao nhất của chúng ta. Thành tựu khoa học, công nghệ phải phục vụ tiến bộ xã hội, hướng về con người, giải phóng con người, phát triển con người toàn diện. Và đây là hình bài trên VOA. VOA cho biết hội nghị thượng đỉnh tương lai diễn ra trong 2 ngày, 22 và 23 tháng 9 ở New York tại Mỹ, với sự tham gia của nhiều nguyên thủ, nhà lãnh đạo các nước để thông qua hiệp ước cho tương lai với các điều khoản về phát triển bền vững và chuyển đổi việc quản trị toàn cầu. Theo VOA, sự hiện diện của ông Tô Lâm ở New York được truyền thông nhà nước Việt Nam chủ ý nêu bật. VOA dẫn lời đại sứ Đặng Hoàng Giang Tại Liên Hiệp Quốc đăng trên thông tấn xã Việt Nam rằng: Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tham dự trực tiếp kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và cũng là hoạt động ngoại giao đa phương đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại tổ chức quốc tế toàn cầu Liên Hiệp Quốc. Vẫn trong bài phát biểu nói trên, ông Tô Lâm đưa quan điểm: Thành tựu khoa học công nghệ cần thúc đẩy hợp tác, không trở thành công cụ chống lại các quốc gia, đi ngược lại các vọng hòa bình, phát triển, công bằng và công lý của các dân tộc. Ông cũng kêu gọi các quốc gia tăng cường đoàn kết, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau, tuân thủ luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hiệp Quốc, giải quyết các bất đồng, tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và các nước lớn cần hành xử có trách nhiệm. Và đây là hình ông Tô Lâm phát biểu tại Liên Hiệp Quốc ngày 22 tháng 9. VOA dẫn lời luật sư Nguyễn Văn Đài từ Đức cho hay, bên ngoài trụ sở Liên Hiệp Quốc đã nổ ra một cuộc biểu tình phản đối ông Tô Lâm. Tham gia cuộc biểu tình có khoảng 100 người Việt ở Hoa Kỳ, ở Canada, thành viên đảng Việt Tân và Hội Anh Em Dân Chủ. Ông Đài cho rằng những lời của ông Tô Lâm đề cao giải phóng con người bị xem là không đáng tin là giả dối bởi thành tích nhân quyền của ông Tô Lâm. Sau gần 10 năm làm bộ trưởng công an là những người bất đồng chính kiến ở Việt Nam đã bị xóa bỏ hoàn toàn. Phần lớn bị bắt cầm tù, một phần thì chạy ra nước ngoài tị nạn. Mặc dù vậy, ông Đài, nhà đấu tranh từng bị chính quyền Việt Nam cầm tù nói rằng, ông mong nhìn thấy tổng bí thư chủ tịch nước Tô Lâm của Việt Nam sẽ có những bước đi để sửa chữa các sai lầm trong quá khứ, mang lại sự thay đổi tốt đẹp cho đất nước. Ông Đài lý giải bằng việc Việt Nam đã tha tù trước hạn cho hai nhà hoạt động nổi tiếng là Trần Huỳnh Duy Thức và Hoàng Thị Minh Hồng trước khi ông Tô Lâm lên đường đi Mỹ được xem là dấu hiệu tích cực. Và đây là hình khoảng 100 người biểu tình phản đối Tổng bí thư Tô Lâm ở New York ngày 22 tháng 9. VOA cũng cho biết, tiếp sau những bước đi trước mắt nêu trên, ông Đài bày tỏ kỳ vọng, được thấy ông Tô Lâm tiến hành sửa đổi hiến pháp, ban hành các luật về biểu tình, lập hội, lập đảng phái để Việt Nam có một tiến trình dân chủ. Song song với trả tự do cho tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị tại Việt Nam, thì ông ấy sẽ không bắt thêm bất kỳ nhà hoạt động đối lập nào ở trong nước nữa. Thứ hai, Ông ấy phải có lộ trình cởi mở về truyền thông mạng xã hội, cho phép những tiếng nói phản biện, bất đồng chính kiến tiếp tục được thể hiện. Thứ ba, ông ta phải cởi mở về xã hội dân sự, luật sư Đài nhận định. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Nhiều người biểu tình phản đối ông Tô Lâm tại hội nghị thượng đỉnh liên hiệp quốc. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.